Dạ, hiện tại em đi là khu vực chợ Bình Thủy của chú anh chị. Ngập rất là sâu ha. Phải lúc khô luôn của chú anh chị. Dạ, và hiện tại có một xe đang chết máy của chú anh chị. Chỗ đó ngập quá, ngập luôn. Ngập úng luôn. Đây, mấy chị đi chạy qua luôn nè. Chết máy hả chị? Rồi, nó ướt mùi luôn rồi kìa. Rồi, đây là khu vực của Bình Thủy của chú anh chị ơi. Đang chìm sâu nè. Khúc này là nó ngập dữ lắm luôn. Nãy em chạy ngang là nó lúc mua ghi luôn. Bên kia thì hai bãi xe đang đậu bên kia, không dám chạy qua cô chú anh chị. Sợ bị chết máy. À, đây là khu vực của Bình Thủy nè cô chú anh chị. Thầy ơi, cô lội gần ngang bắp đùi luôn. Hồi sáng chắc nước nhiều hơn giờ hả cô ha? Nước nhiều giờ trời. Dạ. Có lội tới đây nè. Ờ, lội tới đó luôn. Mấy ngày nhiều quá, lội tới đó đó. Dạ. Bữa nay là bớt rồi. Bữa nay là bớt hả cô ha? Và em cũng đi con đường này cô chú anh chị là không có thuộc đường đi nha. Nếu mà có sụp hay là có ổ gà gì phía trước á là em sẽ sụp liền á cô chú. Đây là khu vực của quận Bình Thủy. Trời ơi nước. Trời ơi, hiện tại em đi nè cô chú. Phải ông quần cục ha. Chúng ta đi quay nước ở phần quần cục nha cô chú anh chị. Nếu còn dài là chúng ta không có đi được. Trời ơi, căn nhà của cô lúc hết luôn. Xe máy là phải kê vậy đó cô chú. Đây à. Cho em quay tiếng nha anh. Cái gì vậy? Bước chân này đó anh. Cái này đó không? Dạ. Núi xong rồi đó hả? Dạ. Núi bớt rồi phải không? Em mới trên núi. Đây nghĩ ra nè. Em cao điểm là tới đây nè. Ờ, tới đó luôn hả anh? Cao điểm là tới đây, bữa nay nó giật rồi đó. Dạ. Cao điểm là tới đây. Ở đó nhà tôi nó đi tới đây. Dạ, quá trời luôn. Quá khứ rồi. Còn con nước nữa. Còn con nước nữa. À, sáng là nước nhiều không anh ha? Sáng là bớt rồi. Sáng là bớt. Sáng tới đây. Tới đây. Dạ. Sáng là tới đây. Dịch dạ. Rồi, bữa nay 20 rồi. 20 rồi. 20 em giật lần mà nó giật được 2-3 ngày nữa rồi. Dạ. Ủa anh rồi ai ngủ đó anh? Có mùng đó. Cái đó là ông anh nó ổng độc thân đó, ổng đi đâu rồi không biết nữa. Dạ. Kê lên, ngủ vậy đó hả? Trời ừ. Ơi. Ở đây giờ nâng nền nè, nâng nền lên hết trơn luôn, dai góp mượn cũng phải nâng. Chứ không ấy là nó nước về là... sao sống nổi anh ha. Ở Cần Thơ là ở đây là ngay sau lưng bưu điện Thủy này là 20 năm nay là cao nhất hơn tất cả. Nước nhiều ha. Ở đây là ngay chỗ này nè, nó chủng. Dạ. Cao nhất hơn tất cả luôn, nhiều nhất luôn. Cái đỉnh là ngang rúng mình không anh? Chiều cường về là ở đây là thấp nhất. Dạ. Tất cả ở Bình Thủy Thơ này là ở đây là thấp nhất. Dạ. 20 năm rồi. Mà nâng rồi nó cũng cao, nâng rồi nó cũng cao. Càng nâng càng cao. Em thấy cái nhà mình nó nâng quá trời cao luôn kìa. Thì đó, nhà bà chị đó nói chung là phải nâng lên hết. Dạ. 20 năm mà ở gì nổi nữa thấp. Còn bên đây còn ông anh và còn mình ổng. Dạ. Anh em đi thử giờ cũng chưa hỗ trợ được tổng chung. Ai cũng mượn tiền nâng lên. Đỉnh lũ là nó tới đây nè. Trời ơi. Có chứ nào thấy chưa? Cần Thơ là chỉ có tới đây là la bàn rồi. Đúng rồi. Ở đây là đỉnh lũ là tới đây nè. Trời ơi. Tới hơn gúng mình luôn nè, rồi. Qua gúng nè. Qua gúng rồi. Cái năng đó làm anh lên gần tới bậc trên luôn là biết rồi đó. Dạ. Cao nhất luôn. Trời ơi. Ở đây nhà ai nhà cũng phải nâng hết mà trắng lại rồi kìa. Ờ vậy là sợ chàng vô đó luôn đó hả? Đó mà chàng vô. Trời ơi. Có thai chưa? Nước giữ thằng đó ta. Nền dày nè, mình xây lên nữa nè. Trời ơi, đây còn phải xây nền lên nữa nè cô chú. Đó, làm đó vậy mình xây lên đó. Quá trời luôn rồi.
Ơi nhà này dọn khó nhất, căn nhất chưa có hỗ trợ cũng được sao ơi. Ơi nhà của ông chú ngập hết luôn à. Dạ. Ơi ơi nhà của cô chú nè. Chú, khỏe chú? Cho anh đã nhắc trên gì quả này? À, bước chân đi đó anh. Bước chân đi đó nè. Coi suốt luôn bước chân đi đó đây. Nhà của cô coi mà fan của mấy ông không? Dạ. Trời ơi. Cho nó ngập chân luôn. Dữ lắm luôn, bữa nay là ít mà vậy đó chứ. Trời ơi, nè, vết nước còn nè. Nè. Đỉnh nè. Trên đây đây hả? Đỉnh nè, đỉnh nè. Ừ. Đỉnh nè. Cái này sáng cái gì nè? Sáng rồi nè. Dạ. Cái bữa 19 là con, 20 12 3 bữa trước nè. Trời ơi. 18 hết, cách này 2 bữa, cách đây 2 bữa. Vậy là lúc đó chắc ngồi trên giường không hả chú ha? Giường này luôn. Con vô giường. Dạ. Vô dẫn con coi vừa. Rồi con vô. Cho con vô cái nha. Cái giếng mí con. Trời ơi, nước. Ngày của cô chú nè. Cái nước là cô chú, cái miếng nước là cái đỉnh điểm ưu điểm đợt rồi mà hồi sáng là nó tới đây nè cô chú. Trời ơi. Cái giường với cây lên vậy đó hả? Trời ơi. Giường vậy mà còn chí miếng nước. Rồi mình lên ngủ là mất bắt ghế. Bắt ghế trèo lên. Để hai cục đá cho đựng cho cái ghế phải đi lên. Ông người ta biết đâu có đi được. Dạ. Trời ơi. Bây giờ đâu có kê đồ lên không? Tủ lạnh phải kê lên vậy nè. Quá trời luôn. Con vô bếp được không cô? Cao ơi. Ở đây được cái nhà vệ sinh là nó cao. Không có cũng ngập luôn. Ngập luôn. Trong cái phòng tiêu luôn. Trời ơi. Nè cái bé này ngập tới đây. Nói chung là đi cầu là không biết gần đâu ở đây. Trong phòng này nó cũng ngập luôn nè. Còn ngập. Trời ơi. Phòng ngủ mà ngập vậy luôn. Ờ đâu có ngủ được đâu nè. Cô đi ngủ rồi tính cho ông vô đây gì sao ngủ. Hết ngủ luôn rồi. Ờ cứ chỉ trên giường đó nè. Quá khá luôn rồi. Ăn luộc cơ ấy hay gì? Dạ. Cái này là cái chân tủ lạnh đó hả? Nó giặt đó hả? Ngập tí lên đây luôn rồi đó. Ngập luôn. Kê lên cái giường đó đâu có giặt giặt. Trời ơi. Kê lên đây luôn rồi. Chú. Quá tài rồi. Ờ nè, cái mí nước nè. Ờ đó, còn cái mực nó lên đó. Dạ. Cái mực nó lên cao lắm. Là nó lên cái phòng tiêu đây nè mà nó vô phòng tiêu thì mình đâu có đi được đâu. Dạ. Tại vì rồi sáng đi mình không biết đi đâu. Xuống sông vậy. Xuống sông luôn. Sáng giờ có xuống từ đâu à? Dạ. Anh kèo anh cũng vậy luôn. Dạ. Bên cái phòng anh nó còn giữ nữa. Bên kia đúng không? Bên ngã. Hồi nãy em có qua bên kia rồi. Có bên kia hả? Dạ. Làm với anh. Ờ đó anh cũng kê vậy đó. Dạ. Chú bị bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi hả? À. Vậy được 4 năm á. Nước 4 năm rồi đó. Cái này là chú tập đây hả? Tập tài. Mình giật vậy đấy ha. Ờ cái tài chịu là cái tài này. Dạ. Bước chân này đó chứ. Mà bên trên núi hôm qua nghe nói còn lục nữa hả? Còn. Ngày qua ở trên trển còn dữ lắm luôn. Nghe nói hôm qua còn mà. Ngày hôm qua em mới quay mới đăng sáng nữa nè. Đổ về đây có năm nay còn. Có năm nay là quay ha chứ mấy năm trước nó dữ lắm. Dạ. Tại mấy năm trước cũng quay ở quần trước đó anh mà đâu biết trong đây. À dạ. Trời ơi. Dạ. Đây nó còn dữ chằng lắm. Quá tời luôn. À, cái mực nước nó lên tới đây luôn. Nó giật rồi đó. Bởi vậy. Dạ. Cái nhà cầu mà tới đây rồi làm sao đi cầu? Đường nào đi được chứ. Nè, nãy anh đâu nói giống em đâu. Thấy chưa? Trời ơi, ngang rúng anh luôn kìa. Thôi vậy anh mặc quần cụt không à? Dạ. Ở trần mà quần cụt chứ giờ mình mặc đồ đâu có được. Nhà đó mà phải xây tấn thêm, làm tấn thêm. Vậy mà nó lên mấp mé rồi đó. Quá trời luôn. Chứ hồi xưa ở đây nó ngập dữ lắm rồi bị sau này thấy thôi vậy xây lên để khổ lắm. Dạ. Rồi tát nước đồ ra lu bu lắm. Ý là em đi chiều cường nó giật đó mà còn đi ngang đó đó rồi nó lên nữa rồi cỡ nào. Mấy người dân của anh ở đây á, tới đây là sống chung thấy nó rất là bình thường. Chắc bình thường hả anh? Nó quá khứ rồi mà nó giật cái này. Sống chung với lũ thì nó phải chịu rồi. Dạ. Ôi thế này theo mình câu cá luôn dám dính người ta. Nước chiều cường gì á? Nguyên làm cá anh, nguyên cá chê. Đi hết trơn. Làm cái nó đi. Cái hầm hồi nãy đó hả? Nó lội vòng vòng vòng. Bây giờ không nuôi luôn. Gà sắp lớp rồi nó mắc cười. Dạ. Wow. Anh thấy nó rất là bình thường, tại nó giật rồi. Giật rồi. Mà người dân khác thì thấy nó quá khứ. Trời ơi, nó giật mà như vậy đó rồi nó lên nó cỡ nào?
lên đó hay tầng 3, tầng 3. Dạ. Anh kê cái giường anh lên giống thành khớp đá đó. Dạ, nãy em có thấy rồi. Rồi vậy em chào mấy anh nha. Tên của mấy anh này phát triển nha. Dạ dạ, rồi cảm ơn mấy anh. Rồi cảm ơn. Dữ à. Dạ dạ. Lên núi quay cực khổ dữ vậy. Lên núi quay cực anh ơi, chứ tốn kém là nhiều lắm. À, thế rồi. Mà. Rồi em đi mấy anh này. Rồi. Dạ. Cảm ơn các anh rất nhiều. Dạ dạ. À, cô chú ơi, thì nghe người dân ở trong cái đường này chia sẻ cô chú anh chị là cái đỉnh điểm của cái nước lũ là có thể là từ ngang gúng mình cho đến ngang ngực của cô chú anh chị. Và hiện tại là em đi là như thế này là các cô chú trong đây nói là rất là bình thường đó cô chú. Là có nghĩa là cái nước lũ lên á thì nó sẽ rất là nhiều. Giờ em sẽ đi ra ngoài lộ chợ để quay cho cô chú anh chị mình xem nhé. Dạ, và hiện tại là em đang đứng tại khu vực của chợ Bình Thủy cô chú anh chị. Đây là khu vực này đang chìm đắm trong cái nước như thế này nè. Trời ơi, buôn bán nó kê lên hết vậy nè cô chú anh chị. Quá luôn rồi. Bên này bán trái cây được. Chợ nước. Nước quá trời luôn. Khu vực này buôn bán rất là nhiều. Nước cũng rất là nhiều luôn. Rồi để em tấp vô lề để em quay cho cô chú anh chị xem nha. Dạ, và vị trí em đang đứng là khu vực của chợ Bình Thủy của chú anh chị. Thì nơi đây em đi giấc này là cũng 9 giờ rồi. Là nước ròng và thủy triều đã xuống rồi đó cô chú anh chị. Và ở nơi đây thì nước đã rút bớt rồi đó, mà nước còn chảy như thế này cô chú anh chị, quá xa luôn. Hai bên lộ thì người ta bán đồ rất là nhiều, các gian hàng ở tại nơi đây. Thì xe của chú cũng đang chạy nè. Cô chú thấy khu vực này nước ngập rất là nhiều ha. Cũng ảnh hưởng cho cái chợ này và giao thương buôn bán ở tại nơi đây. Thì hiện tại thì nước cống đã giật xuống rồi nè cô chú. Ngay chân cái cống này nó giật xuống rất là nhiều rồi. Ông chú ở đây bán xoài, rồi chuối cô chú anh chị. Chú đang che dù lại nè. Lúc nãy là nước nhiều không chú? Dạ, nhiều lắm hả chú? Ngập chỗ chú luôn không? Hả? Ngập tới ông Nguyễn chú luôn hả? Rồi nãy đồ rồi mình để đâu chú? Đồ để trên kia. Rồi ngập tới ông Nguyễn chú luôn. Là nãy là tới mấy tường nữa luôn hả chú ha? Dạ, dữ vậy ta. Là nước mới giật xuống là chú đem đồ ra đây bán đó hả? Là hôm gài là nước vậy bao nhiêu lâu rồi chú? Bữa 16 tới giờ. Cứ nước lớn lên là nó sẽ ngập như vậy. Dạ. Trời ơi, vậy là nếu mà thủy triều nước 30 là dữ lắm hả chú ha? Hồi nước bữa 30 tháng này là mới giữ. Dạ. Đó là nước nó tràn lên từ ống cống hả sao chú, hay là ở ngoài nó tràn vô ta? Nó tràn ống cống đó. Ống cống ha. Dạ. Là lúc đó là xe chắc không có chạy được luôn hả chú? Dạ không, đa còn chiếc hay chiếc chạy được. Dạ. Tắt máy hết. Xe lớn không chạy vô. Dạ. Giống như là nó ướt mua ghi hả chú ha? Dạ. Ngập bô thì nó tắt. Ngập bô. Dạ. Ở nghèo mới bán gì nè, có mình ra bán gì nè. Bán thì có vợ con, nghỉ mẹ, nghỉ rồi. Dạ. Cảnh nước nôi này phải có gia đình rồi này kia thì khỏe hả chú ha? Chú hôm nay bao nhiêu rồi? 70. Dạ. Hôm nay
qua cái này nữa là dạ. Ờ, chú buôn bán đây có mình lên. Ờ, chú phải dẹp ca dẹp vô khi nước lên như vậy. Dẹp như vậy là mình bán đây đâu có đóng thế gì hả chú? Mấy ổng dẹp mấy ổng đuổi. Dạ. Bất giờ vô trong. Mà khi thủy chiều lên cao là phải dẹp. Giấc này khoảng bao nhiêu buổi tối nó có nước có lên không chú? Buổi tối khoảng 6 giờ. 6 giờ. Dạ. Là tất cả những người bán như chú, hàng công như chú gì là phải dẹp hết. Dẹp hết. Có mấy lã ra ngoài thuốc rồi đó ngồi. Dạ. Là mình không có làm gì để kê lên được cho chú. Kê. Kê thì xe chạy sóng bánh nó sặc lật đổ đồ của mình hết chú ha. Dạ. Dạ. Khi nước giật xuống thì khách nhiều không chú? Dạ. Ờ, còn thấy ý là nước giật xuống mà còn quá trời luôn nè. Lúc nãy chắc hải hùng luôn hả chú ha? Bữa 16 đó là ngập cái nhà đó luôn á. Ngập cái nhà là... Cái nhà mà bán vàng đó hả? Trời ơi, dữ vậy? Ngập luôn. Hiện tại là con thấy dưới đó lên khoảng cỡ 6-7 tấc gì á. Mà ngập luôn hả? Dạ. Quá xá luôn rồi. Năm rồi tới ông Nguyễn chú đó luôn. Là luôn chứ. Dạ tới đó luôn là xe không có chạy được luôn. Không có chạy được luôn. Trời ơi. Ở nhà cửa đồ giống như là người ta xây vòng tròn như đường cho nước vô hả chú ha. Dạ. Chắc này là con thấy giật xuống nhiều lắm rồi nè. Dạ. Chắc có lẽ là khoảng chừng một tiếng nữa là nó khô luôn hả chú ha. 20 phút nữa là cạn hết luôn. Dạ. Con thấy là nước cái này nó chảy về hướng ống cống nhiều lắm nè. Dạ. Cái chỗ gỗ đó hả chú ha. Dạ. Để con lại quay cái ống cống cho bà con xem. Dạ. À, con cảm ơn chú nha. Đây chú nói là nước sẽ chạy lại cái ống cống lớn nè của chú anh chị. Và hiện tại là cái lượng nước nè, em thấy là nó đổ về cái ống cống này rất là nhiều. Là ống cống này đang rút nước xuống. Và người dân cũng làm một cái gỗ như thế này nè. Để cho đừng có bọc hay là cái giặt gì đó để cản cống cống cho nước chảy thoát mau của chú anh chị, để người dân buôn bán sinh sống trở lại. Thì bên kia cô chú anh chị thấy là nước đã giật xuống, thì chị cũng đã kê những cái đồ để chuẩn bị bán cô chú anh chị. Khi nãy nước lên thì người dân sẽ dẹp ha. Và giờ này nước giật rồi thì chị đang dọn hàng ra để chuẩn bị bán. Rồi bên đây anh trai cũng đang bỏ đồ ra nè, khi nước xuống rồi. Thủy chiều xuống thì người dân sẽ dọn hàng bán trở lại. Ở tại khu chợ này thì người dân rất là cực cô chú anh chị, khi mà nước lên và nước xuống thì nó bất thường. Thì anh và các chị ở đây phải dọn dẹp, và khi mà nước xuống, thủy chiều xuống như thế này thì sẽ dọn hàng bán trở lại của chú anh chị. Đây là một ngôi chợ của Bình Thủy, và hầu như là cơn nước lũ về năm nào cũng vậy, thì khu vực này đều ngập úng như thế này. Thì những người bán hàng rong như thế này của chú anh chị là phải dẹp khi nước lên, và khi nước xuống thì bà con lại dọn hàng trở lại để mà buôn bán cô chú anh chị. Giờ, lúc nãy em đi ngang đây thì nước rất là nhiều, mà giờ đây thì em thấy là nước đang giật cũng khá rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà còn cái khu này nè, cái khu này thì nước còn nhiều lắm.
xe chạy tấp tập. Và chú chia sẻ của chú anh chị, khi mà cái đỉnh điểm nước lên á là nó sẽ ngang, có thể là ngang đầu gối của chúng ta hoặc là ngang lưng quần của chúng ta luôn, cho nên là rất là khó giao thương hàng hóa và vận chuyển khi mà mua bán tại ngôi chợ Bình Thủy này. Thì ngôi chợ Bình Thủy này của chú anh chị, vào những mùa nước lên như thế này thì nơi đây thì là một cái địa điểm mà trọng tâm, cũng là một con đường đi huyết mạch đó cô chú anh chị, của Bình Thủy ha. Rồi. Đi chợ gì anh? Ê, cô bán cá nè, cá đồng, cá linh. Rồi, cái này thì nước đã xuống rồi, cô mới đem ra bán nè. Hồi nãy là nước nhiều quá dẹp vô hả cô? Giấc này cô đem dọn ra bán nè cô chú anh chị. Rồi, giấc này xe chạy vô à. Quá chạy xe luôn cô chú ơi. Cái này chạy xe chạy vô nhiều lắm. Đây bà con mua bán phải đi nước lũ như thế này nè. Lũ về bà con ơi, tràn cả đường lộ luôn. Nhà cổ xe cổ luôn, hầu như là nơi đây gặp rất là nhiều cô chú anh chị ơi. Đây là khu vực chợ Bình Thủy đó. Bà con đang sống trong nước như thế này quá trời luôn. Vào cái mùa đỉnh lũ cô chú, nên chạy toàn khu vực của Bình Thủy cho cô chú chị xem nha. Cái này là nước rút rất là nhiều luôn nè, mà nước còn kinh khủng luôn. Bên đây là người ta đang dọn dẹp nè cô chú. Trên đây thì nước giật kìa, trong đây là chợ nè. Đây, tốt cái này luôn, ngập tốt cái này luôn nè cô chú. Quá xa nước.
Dạ, và em xin kết thúc video cập nhật tình hình nước tại thành phố Cần Thơ. Xin dừng lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ. Nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ video để mọi người cùng xem nhé.